Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin ngắn của kênh Báo Nói ngày hôm nay. Bản tin bao gồm những nội dung chính sau đây. Diễn viên nổi tiếng từng đóng hàng chục bộ phim sẵn sàng bán dâm với giá khủng. Thầy giáo người Mỹ giam lỏng cùng hai con trong chung cư ở Sài Gòn. Nồi hơi phát nổ đánh sập nhà xưởng, bốn phụ nữ thiệt mạng. Bé trai hốt hoảng chứng kiến mẹ bị chém chết trên quốc lộ. Sau đây là nội dung chi tiết. Đã từng có rất nhiều thông tin về sự việc các nữ diễn viên, người mẫu bán thân, đi khách hay dính vào các đường dây mại dâm cao cấp. Mới đây, cộng đồng mạng lại nóng hỏi với thông tin diễn viên nổi tiếng từng đóng hàng chục bộ phim sẵn sàng bán dâm với giá khủng. Trong đường dây mua bán dâm của Nguyễn Thị Cẩm Giang, 25 tuổi ở Bạc Liêu, có một diễn viên nổi tiếng từng tham gia hàng chục bộ phim điện ảnh, sẵn sàng đi khách với giá 3.000 USD một lần. Nếu đi du lịch ngoài tỉnh thì số tiền là 4.000 đến 5.000 USD. Tiết lộ mới về đường dây bán dâm của Giang gây sửng sốt cộng đồng. Không phải các cô không làm giàu được, đóng phim thì có cách xê, nổi tiếng thì có tiền, nhưng không cô ấy muốn làm giàu nhanh, giàu thật nhanh bằng những con đường cực kỳ bất chính thì chỉ có cách này thôi. Mỗi lần các cô gái đi khách thường được gian làm giá từ 200 đến 500 USD tùy theo sắc đẹp của mỗi người và các cô này phải nộp trước cho gian khoản tiền môi giới dao động từ 500.000 đến 1 triệu đồng. Thấy công ăn việc làm ngày càng thuận lợi, lại thấy có những ông khách muốn có chân dài thuộc hàng cao cấp phục vụ, nên Giang đã thông qua một tay anh chị lời kéo được một số cô gái từng là những người mẫu diễn viên điện ảnh muốn kiếm tiền để lăn xê mình. Có được trong tay gần chục người đẹp, Giang bắt đầu làm show giới thiệu với khách. Mỗi lần khách ưng ý, cô gái nào đó thì Giang lập tức trả giá từ 1.000 đến 2.000 USD và Giang cắt ngay khoản tiền môi giới 5 triệu đồng trước mỗi lần các cô gái đi khách. Thông tin này một lần nữa chứng minh giới Xô quả thật là một nơi vô cùng phức tạp. Chuyển sang thông tin tiếp theo, ngày 30 tháng 10 vừa qua, cảnh sát bao vây một phần chung cư Him Lam, huyện Bình Chánh, tìm cách tiếp cận căn phòng ở lầu 8 nơi thầy giáo người Mỹ bị vợ tố cáo đang dâm lỏng hai con. Khuya ngày 30 tháng 10, người phụ nữ gọi điện cho cảnh sát 113 với thái độ hoảng hốt, nói rằng chồng tên Ken, quốc tịch Mỹ 50 tuổi, đang khống chế hai con. Cố thủ trong căn hộ ở lầu 8 chung cư Him Lam, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Chị này tỏ ra rất lo sợ đến tính mạng của các con do ông Ken đang ở trạng thái tức giận sau cuộc cãi vã của hai vợ chồng. Công an huyện Bình Chánh, cảnh sát 113 và nhiều lực lượng địa phương có mặt ngay sau đó. Các trinh sát tiếp cận hiện trường, thuyết phục người đàn ông nước ngoài mở cửa nói chuyện nhưng bất thành. Cư dân tại đây cho hay, Ông Ken và vợ thuê căn hộ lầu 8 khoảng hơn một tháng nay. Hàng ngày, người đàn ông nước ngoài dạy tiếng Anh cho một số trẻ em tại nhà. Trước khi xảy ra vụ việc, họ thấy hai vợ chồng to tiếng với nhau khá lâu. Đến 6 giờ ngày 31 tháng 10, hàng chục cảnh sát vẫn đang ở ngoài căn hộ của ông ta. Lãnh đạo công an huyện Bình Chánh cho biết, khi tiếp nhận thông tin ban đầu từ người phụ nữ, lực lượng chức năng lo ngại sự an nguy của hai đứa trẻ nên điều nhiều lực lượng đến. Ông Ken tuy không mở cửa làm việc nhưng thái độ khá điềm tĩnh, cho rằng chỉ muốn được nghỉ ngơi cùng các con và sẽ làm việc với cảnh sát khi có mặt luật sư của ông ta vào sáng nay. Chung cư Him Lam nằm ở khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh, gồm 12 tầng, cách trung tâm Sài Gòn khoảng 10 km về phía Nam. Cũng vào ngày 30 tháng 10 vừa qua, một vụ nổ bình ga và nồi hơi tại cơ sở chế biến giòn ở xã Thủy Hải, Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã làm 4 người phụ nữ tử vong và 11 người bị thương. 10 giờ sáng ngày 30 tháng 10, một cơ sở chế biến giòn ở thôn Quang Lan Đoài đã bị nổ nồi hơi khiến 15 công nhân gặp nạn. Thêm một nguồn tin cho hay, sự cố xảy ra khi 19 công nhân đang làm việc, bốn người may mắn chạy thoát ra ngoài, hai nạn nhân tử vong tại chỗ, văng xa gần chục mét, hai người chết trên đường đi cấp cứu, bốn nạn nhân thiệt mạng đều là phụ nữ sống tại huyện Thái Thụy, cùng hơn 50 tuổi. 11 người bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa huyện Thái Thụy và Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thái Bình. 15 nạn nhân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Công an tỉnh Thái Bình xác nhận sức công phá của vụ nổ nồi hơi luộc dân đã đánh sập xưởng dựng bằng khung sắt, tre và lập tôm. Một số nhà dân liền kề bị hư hỏng. Xưởng chế biến dân này đã hoạt động gần chục năm nay. Hàng ngày có khoảng 20 công nhân làm việc, chủ yếu là nữ. Có một nồi luộc hơi cao 2,5 mét dẫn ra ba bếp luộc dân. Sáng ngày 30 tháng 10, do mất điện, các công nhân không tập trung làm việc quanh nội hơi như mọi khi. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Diên đã đến thăm các nạn nhân bị thương, chỉ đạo cán bộ bệnh viện tận tình cứu chữa và chăm sóc. Tỉnh hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 10 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng. Công an tỉnh, viện kiểm soát đang điều tra vụ việc. Ông chủ xưởng đang ở nước ngoài, người vợ do sốc trước sự cố trên đã phải nhập viện cấp cứu. Tiếp theo là vụ việc người mẹ chở con trai đi trên đường bị chém tử vong. Theo công an tỉnh Thái Bình, khoảng 10 giờ 10 phút ngày 30 tháng 10 tại đường 39 thuộc địa phận xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, chị Nguyễn Thị Trinh, 27 tuổi, được phát hiện tử vong trên làn đường xe thô sơ bên phải. Bên cạnh có con trai 9 tuổi bị thương, hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Tại hiện trường, chiếc xe máy SH đổ nghiêng. Anh Lê Đình Vang, 32 tuổi, chồng nạn nhân kể lại. Sáng hôm đó, anh lái ô tô đến xưởng cách nhà hơn 30 km để bảo dưỡng. Quá trình thay dầu, do xe cần sửa chữa nên anh gọi điện bảo vợ mang thêm tiền đến. Gần 1 giờ sau, chị Trinh điều khiển chiếc xe SH chở con trai là Lê Anh Trung, 9 tuổi, đến đưa tiền cho chồng. Sau đó, chị đèo con trai về nhà, người thân ở huyện Thái Thụy, cùng tỉnh, cách nơi anh Vang sửa xe khoảng 10 km để ăn dỗ. Vài chục phút sau, một số điện thoại lạ gọi đến số máy của anh Vang. Người này nói chị Trinh gặp tai nạn trên quốc lộ 39, đoạn qua xã Đông Tân, huyện Đông Hưng. Khi đến hiện trường, anh Vang đứng người chứng kiến vợ đã tử vong, thi thể đắp chiếu và xung quanh loàn vết máu. Cạnh thi thể mẹ, bé Trung khóc trong hoảng loạn rồi được đưa đến trạm xá gần đó do cổ bé trai có vết rách tứa máu. Chiếc xe SH đổ nghiêng ven quốc lộ, cách đó khá xa, gần 100 mét. Sau khi công an huyện Đông Hưng và lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh Thái Bình hoàn tất khám nghiệm tử thi và hiện trường, anh Văn cùng người thân đưa bé Trung đến bệnh viện để khâu vết rách. Đêm ngày 30 tháng 10, anh Văn cho biết đứa con duy nhất của anh vẫn đang hoảng loạn, tâm lý chưa ổn định sau bi kịch xảy ra. Theo lời người đàn ông đứng dọc quốc lộ, cháu bé khóc và chỉ nói: "Con thấy nó chém mẹ". Tại bệnh viện, nhiều người thân và cảnh sát túc trực để bảo vệ nhân chứng duy nhất của vụ án. Ông Cường, hàng xóm của nạn nhân cho biết, tôi chỉ kịp thấy cháu Trung bị thương ở tay, vùng cổ có vết rách dài như bị chém. Chiếc xe máy xây sức nhẹ phía đằng trước, ngoài ra không hỏng vỡ gì khác. Cảnh sát xác định đây là vụ án mạng, nạn nhân bị chém tử vong nên tập trung lực lượng điều tra, truy dấu vết nghi phạm. Tiếp theo là thông tin về vụ việc, nam sinh cầm dao truy sát thầy giáo vì gọi phụ huynh lên nói chuyện ở Nghệ An. Sự việc bắt đầu vào ngày 27 tháng 10, nhận thấy em Mạnh đang có dấu hiệu chỉnh mạng việc học, thường xuyên bỏ học đi chơi nên nhà trường đã mời phụ huynh của em Mạnh lên để cùng nhau tìm cách giáo dục. Khi thầy Nguyễn Hữu Hiếu, sinh năm 1979, giáo viên bộ môn hóa, kiêm trưởng ban an ninh trường trung học cơ sở thị trấn, đang làm việc với phụ huynh của Mạnh thì bất ngờ học sinh này cầm một con dao xông vào chém tới tấp thầy Hiếu. Mạnh vung dao chém thầy Hiếu do bất ngờ nên thầy chỉ kịp giơ tay lên để đỡ dẫn đến bị thương nghiêm trọng. Ngay sau đó, các chức viên khác đã đưa Thầy Hiếu đi bệnh viện cấp cứu. Nhận được thông tin, công an thị trấn Thanh Chương đã có mặt, khống chế và tước vũ khí của Mạnh, đồng thời đưa học sinh này về trụ sở. Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng nên nhà trường đã báo công an huyện Thanh Chương để xử lý. Ngày 30 tháng 10, ông Đặng Văn Hóa, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở thị trấn Thanh Chương đã đình chỉ học tập đối với học sinh Nguyễn Trọng Mạnh. Có lẽ vấn đề được đặt ra là cần phải tăng cường giáo dục văn hóa ứng xử để các em nhận thức được mình là con người có văn hóa, văn minh, trong sáng đang ngồi dưới mái nhà trường. Cần phải giáo dục các em để các em nhận thức được hậu quả của hành vi mà nếu mình gây ra cho người bạn của mình sẽ ảnh hưởng như thế nào đến gia đình mình, gia đình bạn, đến nhà trường và xã hội. Bản tin tiếp theo mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó là người đàn ông tử nạn để lại hai quả mìn tặng vợ và người tình. 11 giờ ngày 29 tháng 10 vừa qua tại quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô mang biển số BKS 74C 03323 do Hoàng Dục, 44 tuổi, trú tại phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, điều khiển với xe mô tô mang biển số BKS 38H3-1466 do Bùi Quang Quyền, 40 tuổi, trú tại tổ 13, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên. Hậu quả, quyền tử vong, nguyên nhân ban đầu được xác định là do người lái mô tô không làm chủ tốc độ, đâm vào đuôi xe ô tô đang chạy cùng chiều. Qua nắm tình hình vụ tai nạn giao thông, công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, quyền là đối tượng nghiện ma túy, có 4 tiền án, vừa ra tù từ tháng 3 năm 2016 và đã ly dị vợ. Trước tình hình trên, lực lượng công an Cẩm Xuyên đã nhanh chóng xác minh thông tin qua các mối quan hệ của quyền, được biết quyền đã tâm sự với bạn bè là sẽ chuẩn bị hai quả bọc phá để tặng vợ và người tình. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh về quyền qua kiểm tra nhà, hàng xóm và bạn của Quyền phát hiện hai lon bia, một đầu được bịt kính bằng xi măng, nối với nhau bằng một số dây điện có anten và đồng hồ bấm giờ. Tại thời điểm phát hiện, người dân thấy đồng hồ bấm giờ nhảy từ số 28 sang số 29. Thấy vậy, người dân đã cầm ném ra vườn. Trước tình hình đó, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc thông báo di dời người dân sống quanh khu vực ra nơi an toàn. Sau khi nhận được thông tin, đồng chí Dương Tất Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Lê Văn Sao, giám đốc công an tỉnh, đại tá Trần Văn Sơn, chỉ huy bộ trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc. Hiện tại, vụ việc đã được các lực lượng chức năng phối hợp triển khai với các phương án xử lý đảm bảo an ninh trật tự. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngắn của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh báo nói hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng xin chào và hẹn gặp lại